Thưa quý vị, ngày 6 tháng 9 năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký quyết định số 1045 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Dây - Tân Phú, tức giai đoạn 1 theo phương thức PPP. Theo đó, đường cao tốc Dầu Dây - Tân Phú tại tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 60 km, vận tốc được thiết kế 100 km/h. Thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2025. Dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư, theo phương thức PPP, hợp đồng BOT, tức xây dựng, kinh doanh, chuyển giao, với tổng mức đầu tư hơn 8.300 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP khoảng hơn 7.000 tỷ đồng, phần vốn nhà nước khoảng 1.300 tỷ đồng. Cũng theo quyết định chủ trương đầu tư dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án PPP sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuế đất và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế, đất đai, đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan, cũng như các bảo đảm đầu tư theo quy định của luật PPP và pháp luật về đầu tư. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, triển khai thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt và các quy định pháp luật có liên quan. Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, cân đối bố trí nguồn vốn nhà nước trong dự án để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị mặt bằng xây dựng để thực hiện dự án theo quy định tại Điều 56 của luật PPP, quy định pháp luật về đất đai. Thưa quý vị, dự án đường cao tốc Dầu Dây - Tân Phú được đầu tư xây dựng nhằm giảm tải và đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 20 khi hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ với các tuyến đường bộ cao tốc có năng lực lớn, an toàn giao thông và tốc độ cao trên hành lang vận tải thành phố Hồ Chí Minh - Dầu Dây - Liên Khương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung, từ đó tạo động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng Đông Nam Bộ với đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh. Những thông tin về dự án cao tốc này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trên báo Thanh Niên tại địa chỉ thanhniên.vn cũng như trên kênh YouTube báo Thanh Niên. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục.